Thưa quý vị, mảng nhiếp ảnh trong hoạt động báo chí không chỉ mang giá trị tư liệu để phục vụ cho công tác thông tấn, mà đôi khi nó còn lưu lại những giá trị lâu bền để gửi đến mai sau. Chuyên mục cuốn sách tôi chọn ngày hôm nay xin giới thiệu một ấn phẩm nói lên được những điều như vậy. Tác giả sách từng là phóng viên chuyên trách lâu năm và thường xuyên bám sát mọi chuyến công tác của một chính trị gia được nhiều thế hệ người dân kính trọng, nên đã ghi lại được những khung hình vừa sinh động lại vừa chân thực đời thường. Và bây giờ, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng lật dở lại những tập sách ảnh mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chân dung một con người, qua phần chia sẻ của nhà báo Ngô Binh Đạo và chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Sách do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành. Cuốn sách Thủ tướng Võ Văn Kiệt chân dung một con người là những cái tập hợp của những cái bức ảnh mà tôi được chụp cái thời gian đi với tháp tùng cùng ông. Cái cuốn sách này khi mà dở lại ấy thì làm cho tôi hết sức là xúc động. Mình có cảm giác như là được sống lại cái thời gian mà cùng đi 9 năm đi với ông. Thì đấy cũng là một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời cầm máy của mình. Tôi nghĩ là như này, những cái gì mình lưu lại được bằng hình ảnh, nếu mà không đưa ra quần chúng xem thì rất là tiếc. Thực sự đây là tâm huyết, là trăn trở của tất cả những người đã từng được biết, được làm việc với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bởi vì bác Võ Văn Kiệt là một vị Thủ tướng quá xuất sắc của đất nước mình, để lại biết bao nhiêu dấu ấn, biết bao nhiêu những bài học lớn. Đây là những cái tư liệu mà tốt nhất về ông được ghi bằng hình ảnh. Ghi lại được những cái hoạt động của Thủ tướng ở cái thời kỳ đổi mới ấy, là có nhiều cái mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thủ tướng là một người hết sức giản dị. Đi công tác là ông sinh hoạt như là mọi người trong anh em trong đoàn. Ví dụ như là buổi trưa thì ông nằm nghỉ trên cái võng. Hay là đi về quê thì ông đi trên một cái thuyền. Cái thuyền rất đơn giản, đi trên sông để về cái nơi chỗ đau cái rúng của mình. Đấy là hình ảnh của một người rất là nhân từ. Khuôn mặt của ông, tất cả những hoạt động của ông, kể cả những cái giây phút mà ông rất quyết đoán, thì đều vẫn phát lên một chữ nhân rất cao. Bởi vì chính vì ông bức xúc với công việc mà có lúc ông đưa ra những cái rất là quyết liệt và muốn làm thật nhanh, là cũng vì cái sự thôi thúc đó, làm sao để bản thân ông có thể phụng sự tốt nhất cho đất nước Việt Nam phát triển, cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc mà tuổi đã nhiều rồi thì tôi muốn gửi những cái tư liệu này vào một cái nơi nào đấy mà mình thấy rằng yên tâm nhất. Tôi đã tìm thấy là cái trung tâm lưu trữ quốc gia Ban này là cái nơi đáng tin cậy để có thể gửi cái tư liệu ấy vào đấy được. Và tôi đã làm cái việc đó một cách nó với cái tinh thần trách nhiệm của một phóng viên, với cái tình cảm của mình với lại Thủ tướng. Thì tôi tin là cái tư liệu ấy sẽ được bảo quản hết sức tốt và phát huy được cái tác dụng của nó. Sau này. Tôi có một niềm tin rất lớn là ngọn lửa của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt truyền lại đang được truyền tiếp trong các thế hệ trẻ của Việt Nam ở một thời đại mà thách thức nhiều hơn nhưng cơ hội cũng vượt trội hơn rất nhiều so với trước đây, nhất là những cơ hội về học hỏi, về sáng tạo, về ứng dụng công nghệ để góp phần đưa đất nước lên một giai đoạn phát triển mới. Tôi nghĩ là những cái tư liệu này là hết sức quý. Và chắc chắn là sẽ được người những cái thế hệ mai sau tiếp thu. Đấy là một cái điều là tôi nghĩ là nếu mình không làm thì quá là tiếc.